Good. Let's welcome you to Pancake. Yeah. Now you have to let me this time. Listen to me and keep eyes on me. Before we have checking time. Checking time, nhìn nhìn thấy cái dòng checking time này, nghĩa là phần kiểm tra từ cũ. Mình sẽ nhắc lại những từ ngày hôm trước mình học nha. Okay, let's see. Ooh, what is it? What is it, Thư? Con gì đây? Con gì đây? Con này là con gì? Hôm trước mình học chữ cái gì nào? D. D. Còn phát âm của nó là d, 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 d. You remember? Nhớ không? Rồi, con này là con hươu đọc là gì? What is it? What is it? It's a deer. Về con học bài cũ không đó? Thưa học bài chưa? Thưa con học bài chưa? Rồi cố gắng từ thứ hai nha. Không trả lời được thì cũng phải biết là it's a đúng không? Next one, what is it? Con rồng phun lửa nè. It's a dragon, dragon, không phải là dragon nha, dragon. Good. Nói, mình nói to hơn một chút được không? Ok, cô nghe nhỏ lắm. Rồi, this one, dấu chấm, chấm bên thui. What is it? It's a duck. Very good. Next one. Rồi, từ tiếp theo nè. Ooh. What is this one? It's a donut. Okay, the donut is so delicious. Ooh, and this big boy. What is it? It's a dinosaur. dinosaur. Very big dinosaur. This dinosaur is so huge. It's enormous. Right? Mấy con khủng long này thì to hay là bé? To khổng lồ luôn ha. Nó ăn thịt mình không? Nó ăn thịt mình không? Thứ là có hiểu không? Những cái con màu xanh cổ dài như thế này nghĩa là nó là khủng long ăn cỏ nha. Khủng long ăn cỏ chứ không ăn thịt người đâu. Ok. Tiếp. The Deer. last one. Deer là tiếng Việt mà. Đĩa là tiếng Việt. Còn cái này không đó là deer. Cái này đó là gì? Deer là con hươu á. Deer. Deer. Còn cái này là dish. Dish. Cầm lại lên nào. Dish. Ok, dish nha. Very good. Rồi, next one. Bây giờ sẽ chuyển sang chào đánh từ tiếp. Ok. What color do you choose? I choose I choose red. Okay, I choose you to rest. Oh, what is it? Wow. Trứng. Trứng, trứng đọc là gì? We say Egg. it egg. Egg. Ok, viết như vậy nhé. Chữ E với hai chữ G. Egg. Giờ em nói cho con người Thế ăn trứng không? Thứ thế ăn trứng không? Trứng ngon mà nó cũng trứng à. Ok nào. Which color do you choose? hai chú lệ You choose red too. ua elephant Elephant, con gì? boy Elephant. Boy. Elephant. Elephant. Boy. Yeah, thật là mập đúng không? Rồi vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học về chữ cái gì đây? What letter is it? It's letter E. Âm của nó là E. E. con Nhưng mà trong bảng chữ cái mình đọc nó là E. đi E. đi E. đi Còn nhớ không? Chữ D đọc là D.
thì e đọc là e. Ok. Rồi, energetic at. Now, let's sing along together. Okay, now cùng hát thêm nha. Let's learn about the letter E. This is a capital E. This is a lowercase e. You know how the E looks now. Let's make the letter E sound. Nếu mà mình ăn lúc học nữa là không ngoan rồi. Mua về đây được không? Nào, cắt chưa, cắt chưa? Cắt đi, đúng rồi. Trời ơi, quá trời bánh. Xịn thế. Chắc nó khoe với em đấy. Để cho mới cắt. Còn hơn là để đấy. Bông ơi, bông ơi, bông ơi. Bố Phú ơi, con đang học. Ok, xong chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn lại cái chữ cái đó nha. Chữ cái thì nó là letter E. Letter E. Khi nào cô hỏi con là what letter is it? Con sẽ trả lời là it's letter E. It's letter E. Nhưng mà khi mà mình phát âm thì mình không đọc là E, mình đọc là E. 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 Chị không? Giống như mình đọc E trong E. Rồi. E trong E. E trong E hoặc là E trong elephant. Ha, đúng không? Giỏi quá. Rồi, sắp thuộc bài đấy rồi là hát cô nghe nha. Bây giờ mình sẽ học cách làm sao để... Hả? Con đi đến nữa, con thuộc kể lâu rồi. Vậy thì tí nữa học xong hát cho cô nghe nha. Ok. Rồi nè, Thư nè. Vậy bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học. Bây giờ chúng ta sẽ học đến đoạn là viết letter E như thế nào. Bây giờ chúng ta có hai chữ cái. Đây là capital E. Capital E là chữ E. Là chữ E gì? E thường. Rồi, chữ viết hoa và chữ thường nha. Rồi. Bây giờ đầu tiên mình viết chữ viết hoa thì mình phải viết nét như thế nào nào. Đầu tiên nhìn nét chữ hoa nào. Để cho cô cho cái nét này to lên một tí cho mình nhìn. Ok, cô sẽ viết bằng mực màu hồng nhá. Nhìn này, đầu tiên chữ y hoa. Mình sẽ làm một đường thẳng trước. Một đường thẳng. Xong rồi, sạch ngang. Xong rồi, sạch ngang. Xong rồi, sạch ngang. Không, dễ không?
Con viết câu xem nào. Để cho heo. Thư thư viết cô xem nào. Rồi, con đem con đi. Rồi, học với cô đi. Nào, nào, không. Này, ăn một miếng là trừ 10 sao nha. Ừ, con nhắc rồi đó. 10 sao là đến 25 chín. Rồi, nhìn nha, letter E mình viết này. Con viết được không? Con viết được giấy cho cô xem nào. Yeah. Rồi, viết chữ Y hoa nào. Chữ Y hoa nào, capital E nào. Let's show me capital E. Mau. Dạ, con lại. Trời ơi, mình đi đây. Đây, lấy tờ giấy. Ôi, bố. Ui. Biết à? Dạ. Có mấy rồi. Giấy, giấy bên bút đâu rồi? Sau học mấy cái giấy này này, thì cứ để cho Thư tầm một mẩu giấy bé bé này thôi này. Em chạy. Không, con biết rồi. Rồi. Đó, viết từng nét, nét nào trước, nét nào sau. Ok. Rồi, đã xong capital E thì show cho cô nè. Show lên. Capital E. Còn nếu lowercase E. Lowercase E. Viết chữ E hoa thôi nha. Chữ E thường chưa viết đâu. Sao thẳng chưa? Show me, show me. Show me, dơ dơ lên. Chờ con chú mẹ viết hoài. Rồi, ok, I see. Cô nhìn thấy rồi, đúng rồi nha. Bây giờ mình sẽ học cách viết lowercase e. Lowercase e. Nhìn nè. Thư ơi, Thư chưa xong, chưa xong. Đừng vứt nó nha. Đầu tiên mình viết một nét. Yeah. Một nét ngang như vậy hả? Xong rồi mình thêm một chữ như là chữ cờ. Đó, như thế này nha. Ok. Hoặc là mình có thể viết như thế này luôn. Được chưa? Nào, lowercase e, có xong chưa? Ok, nhưng mà lần sau viết chỗ này bằng nhau này, nhìn này. Cái chỗ này người ta viết bằng nhau này. Đó, đâu rồi. Cô vẽ cái đường thẳng nhìn thấy. Này, nó không lòi ra ngoài quá. Nó tụt vào trong một tí xíu thôi. Nếu mà chỗ này mà nối luôn á, là thành hình tròn luôn á. Nghĩa là nó gần hết một hình tròn luôn. Rồi, cái ở trên này không to quá nha. Cái phần ở trên này nó không to quá. Cái phần dưới này to hơn này. Cái phần chữ X này to hơn này. Phần dấu gạch ngang này là không to bằng. Viết lại cô xem nào. Ok, ổn hơn rồi đó. Và nhớ viết thẳng lên cho đúng dòng, đúng ly nha. Ok, very good. Rồi, let's see. Nhìn xem nè. Rồi. First, we'll start with... Yeah, next one, vocabulary. Chúng ta sẽ học những chữ cái với bắt đầu bằng âm E. Chữ cái E và âm E nha. The first one, quả trứng hồi nãy mình đọc là gì nha? Quả trứng đọc là gì? À, quả trứng trước, quả trứng trước. Quả trứng trước. Quả trứng nãy mình lúc mình lật hình mình đọc là gì đây? Egg. 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 Rồi, next one, next one. Tiếp theo. What is it? What is it? Tiếp theo, từ tiếp theo con gì đấy? Con biết hả? Elephant. It's an elephant. It's an nha. Những cái từ mà bắt đầu bằng e thì mình không dùng it's a mà mình dùng it's an, được chưa? It's an elephant. Elephant. Rồi, cái hai là gì? Là khi
listen. Ear. Mm, đọc ear. 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 Ok. Rồi. Ôi, con gì đây? Con gì đây? Chấp 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 chấp. Ngoài tai ra thì mình có con mắt. Mắt đọc là I. Hai con mắt thì đọc là eyes. Thêm s vào. Được chưa? Ôi, con gì đây? Con chim gì mà nhìn vô cùng hung dữ? Tố, thứ biết chim gì đấy? Ừ, chim đại bàng. Nó cắt được thưa lên trời không? Dạ. Nó có bắt được mình lên trời không? Dạ. Nó có bắt được mình lên trời không? Nó có cắt vào người mình, nó bắt mình lên trời được không? Được. Được luôn, đúng không? Sợ không? Ừ, thế tuần sau mà thấy nó là bay lên xa nha, đúng rồi. Nó bay lên trên luôn rồi, sao rồi, đi vứt đâu. Eagle. Đọc là? Eagle. 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 Ừ, nhưng mà con đại bàng đẹp không? Nhìn đẹp không? Nhìn là biểu nó là... À, kêu nó đáng sợ hả? Nhưng mà người ta lấy nó làm biểu tượng cho sức mạnh đó. Kiểu như người ta nhìn vào là người ta sợ luôn rồi. Ok. Eagle. 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 Không, Eagle. Eagle. Ờ, đúng rồi. Rồi, mình nhìn thấy cái gì quen đây không? Cái cục gì xanh xanh đây? Trái đất. Trái đất, đúng. Trái đất, đó là tiếng Việt. Tiếng Anh chúng ta sẽ gọi là... Earth. 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 Thở, 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 Earth. Nào, lè lưỡi đây con ạ. Thổ gió ra. Nào, lưỡi giữ nguyên không được tụt vào. Thổ gió ra. Để hai cái răng, con để hai cái răng trên lưỡi một chút xíu. Để ra cái khe hở nữa thôi. Ừ. Nào, kệ em. Earth. Ok, trái đất nha. Rồi nhắc lại cho con một chút nào. Quả trứng đọc là gì? Again nào. Egg. Egg. It's an egg. It's an egg. It's an egg. It's an egg. Chữ S của cô lại mất đâu rồi? It's an egg. It's an egg. It's an egg. It's an egg. Good. Next one. It's an elephant. It's an elephant. Lại thiếu S rồi. Nào, ăn là 10 sao đó. Một miếng là 10 sao, hai miếng là trừ mất 20 sao. Nào nào, it's an elephant. It's an elephant. Xì đâu? Xì đâu? Chưa xì. It's an elephant. It's an elephant. It's an elephant. It's, cô đọc bảo đọc là it, mà tại sao con cứ đọc là it hoài vậy? Và s của cô mà. It's an elephant. Nè, đọc nào. It's an elephant. Có s chưa? Chưa, đọc lại nào. It's an elephant. It's an elephant. Nào, chú ý nào. Thở ơi. Rồi, thở đi ra rồi đấy. Thở đâu? Thở đâu rồi? Thở đi ra rồi. It's an elephant. Không, không nhớ chị Thư. Apple. Apple là của tao. Apple. It's. Nào, Thư với thỏ đọc cho cô nào. It's. It. It's.
Có xì, con xì ra cho cô nào thở ơi. Nào nghe rồi, ok rồi. Cô cảm ơn thỏ nha, thỏ đi ra ngoài chơi cho cô một lấy cái tờ giống ơi, lấy thằng tôi gì thỏ không ngồi học thì thỏ ra ngồi chơi với mẹ nha. Còn Thư nè, cố gắng đọc đúng theo cô để mà bữa sau mình đọc cho thỏ nghe, nó đúng không con? Nào, đọc nào. Is an elephant. Is an elephant. Chị ăn cá cái. Chưa? Chưa? Lúc đọc is là có s chưa? Trong câu is an elephant là is là có gì ra đó. Ok. Từ tiếp theo nào. Is a ear. Is an ear. Is an ear. 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 Đọc chữ ear cho con nào. Ear. Rồi, is có xì ra nào Thư nào. Is an ear. Không, không phải xì ở cuối, xì ở sau chữ is á. Is an ear. Đúng rồi, đọc như vậy mới đúng nha. Next one. Ôi, mắt nào, mắt là gì? Mắt là eye. It's an eye. Again, again. Đọc lại. It's an eye. Lại không có S. It's an eye. Rồi, con đại bàng. Eagle. Eagle. It's an eagle. Eagle. Nào, xem. It's an eagle. Eagle. Thì đâu? Tôi đọc lại Thư. Xì ở đâu? Đặt vào. It's an eagle. Cá cháo apple. Cá cháo apple. Apple. Nào thỏ đọc và từ con lại bàn nào. Eagle. Cá cháo apple. Thỏ nó thích quậy quả táo thế nhỉ. Đi đọc nó có kìa đồng. Nào. Thư đọc nào, không kệ thỏ. Để thỏ nó quay chơi đi con nhá. Nào Thư nào. It's an eagle. It's an eagle. Thì đâu? Rồi. Xì sau chữ nào? S. Sau chữ is. Is an eagle. Is an eagle. Đúng rồi. I. Eagle. Earth. Is an earth. À, is the earth. Is the earth. Gắn lại mô hồn có chi nữa. Đúng rồi. Đấy, tại sao những cái khác thì lại là an mà earth thì nó lại là gì? Tại vì sao con biết không? Tại vì trái đất nó chỉ có một và duy nhất thôi. Có một trái đất nên chúng ta sẽ dùng là the earth. Con đại bàng thì ở đây có một con đại bàng, sau ở kia lại có một con đại bàng khác. Mắt thì bên này có một mắt, bên này có hai mắt. Là nó lại có những cái suy giống như vậy. Nhưng mà có hai trái đất không? Có hai trái đất không? Không có. Trái đất chỉ có một và là duy nhất, cho nên người ta sẽ dùng là the earth. It's the earth. Nào, ok, rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ move. Bác mời cô hả? Mời cô Miss Thiện ăn bánh đây. Ui cha, Thỏ. Cô cảm ơn Thỏ nha. Đưa cho cô này, đưa cho cô. Mầm. Chỗ trà ngon quá nhờ. Thích thế. Thích ghê. Nào em Thỏ mang ra mời bố với ông bà đi nào. Mời bố với ông bà chưa? Đi ra mời đi nhanh lên. Cho cả heo nữa nhá. Chưa chưa. Ở đây nè. Rồi đợi khi nào mà chị Thư học xong thì vào đưa bánh cho chị Thư nhá.
Khi nào mà chị Thư học học xong thì con đưa bánh cho chị Thư nha. Rồi, câu hỏi hồi nãy cô hỏi con này Thư, what is it? Nghe nha, nhớ phân biệt câu hỏi này tại vì chúng ta sẽ chuẩn bị học sang câu hỏi nữa. Mình câu hỏi là what is it? Thì con trả lời là it's an đối với những chữ bằng bắt đầu chữ y này. Rồi, nhưng mà khi bây giờ cô không phải là muốn hỏi một con nữa, cô muốn hỏi hai con, ba con thì sao? Ừ. Sẽ dùng cấu trúc là what are they? Nào đọc câu hỏi với cô nào. What are they? What are they? Rồi, câu trả lời của mình là they are. They are, sau đó mình cộng với, nào, nghe cô, làm gì đấy? What are you doing, Thư? Cô thấy Thư không chú ý bài nha. They are, sau đó mình cộng với một số lượng, ví dụ có 2 thì mình là 2, có 4 thì mình là 4. Và sau đó là tên đồ vật hoặc con vật, rồi mình thêm chữ SC vào cuối cùng. Nào không nghỉ không giơ tay em thế. Rồi ví dụ đây. Cô có mấy quả trứng cái thứ? How many eggs? What are they? Mấy quả trứng đếm nào. 1 2 3 2. Đây này. Mấy quả trứng? Mấy quả trứng này? Egg. Đúng rồi, nhưng mà đây là mấy quả trứng? Three. Không phải ít đâu, three. Anh nghe này. Hết con đừng thế vào như thế nha. Mình phải bỏ cái câu này đi cho cô nào không? Nghe này. Nào, không. Không nghịch nữa nào, hai chị em mình nữa là cô mách mẹ nha. Cảm ơn bà đi. Rồi, 3 quả trứng. 3. Đây. They are 3 eggs. They are 3 eggs. Thấy chữ S gì ở đây không? Lúc này 3 quả trứng, 1 quả trứng á, thì nó sẽ viết là an egg. Hoặc là 1 egg. Nè, có thấy không? 1 egg. An egg hay là one egg nó đều có nghĩa là một quả trứng hết. Nhưng mà chữ egg ở đây có s gì ở cuối không? Không. Nhưng mà từ 2 quả trở lên, 2 quả trứng thì sẽ là 2 eggs. Nào, nói cái gì vậy? Rồi, 3 quả trứng cũng là 3 eggs. 4 quả trứng sẽ là 4 eggs. Đấy, từ 2 quả trở lên là mình sẽ thêm SC vào nha. Được chưa? Nhưng mà một quả thì không thêm. Và nếu từ hai quả trở lên X. Nhưng mà nhớ nè, một quả thì mình dùng là is an. Is an X. Được chưa? Nhưng mà từ hai quả trở lên, đây này, nếu mà một quả thì mình sẽ dùng là nè, thưa nè, mình sẽ dùng là is an egg, nhưng mà hai quả trở lên mình sẽ không dùng is nữa, mình dùng là they are. They are. They are 2 eggs. They are 2 eggs. They are 3 eggs. They are 4 eggs. Từ hai quả trở lên mình sẽ dùng they are. Mẹ, em bé. Rồi, được chưa? Vậy bây giờ đọc cho cô cái câu là ở đây có 3 quả trứng nè. Chúng nó là 3 quả trứng. They are 3 eggs. They are. Đấy. They are 3 eggs. Nào, thử đọc cho cô nào. They are 3 eggs. They are 3 eggs. Ừ. Hai cái tai là gì? Hai cái tai là eggs. Ears. Ears. Nào, đọc cho cô nào. Ears. Who? Làm gì đấy? Yeah.
Ba mày đấy. Ta sẽ nghe cái gì rồi? Nào, ears. Ears, tay đâu? Chỉ vào hai tay nào. Ears. Ears. Tay đâu? Tay tay lên. Ears. Ears. Hai tay nha, là phải có S mà. Two ears. Two ears. Two ears. Đọc to lên. Two ears. Two ears. Two eyes. Two eyes. Two eyes. Two eyes. Two eagle. Two eagle. Three elephant. Three elephant. Elephant. Three elephants. Three elephants. Three elephants. Elephants có ít chưa? Three elephants. Three elephants. Three elephants. Three elephants. Có ế chưa? Con đọc ế chưa cô chưa? Cô chưa nghe thấy. Nè. Three elephants. Again. Đó lại. Three elephants. Đó lại cho cô. Ba con voi. Elephants. Nghe rõ này một lần duy nhất nha. Three elephants. Three elephants. S đâu? Sao không đọc S? Tại sao chữ có S nó không đọc S? Người ta thêm S vào đây thì con phải xì ở cuối chứ. Một con voi thì là elephant. Nhưng mà hai con voi trở lên, từ 2, 3, 4, 5 con voi thì mình đọc là elephants. Nào, đọc lại cho cô nào. Thơ. Không nhìn bài. Làm gì đấy? Sao lại phải có nhắc như thế? Con voi. Cô nói đọc cái gì cơ? Nào, nhiều con voi thì đọc sao? Elephants. Elephant. Three elephants. Cô đang nói là chữ elephants nó có S thì mình phải đọc thêm S vào. Phải xì ra. Elephants. 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 Đó, rồi nhanh hơn nè. Elephants. 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 No. Okay. Đọc các câu cho cô nào. They are two ears. They are two ears. Thứ. Đọc cho cô, đọc cho cô. Xinh đấy, nhưng mà phải đọc bài mới xinh cơ. Không đọc là không xinh nữa. They are two ears. They are two ears. They are two. Số 2 đó nè. They are two ears. They are two ears. S chưa? C chưa? S. Chưa C. S. They are two ears. They are two ears. They are two ears. Con bảo cô đọc to mà con đọc bé quá luôn á thôi. Mình cũng phải đọc to bằng cô chứ đúng không? They are two ears. Nào ngồi gần vào đọc to một xíu sao mà cô nghe giọng con bé lắm luôn ý. Nào nói từ từ nó sẽ to hơn hết là nó to quá nó tự cắt tiếng luôn. They are two ears. They are two ears. They are two ears. Ear, ears. Yeah, ears. Okay, rồi ba con voi nào. They are three elephants. They are three elephants. S đâu, C đâu. Đọc lại. S. Không, đọc cả câu chứ. Đọc đi. Học rồi. Dây gì?
Cô mới đọc đây mà. They are here. They are số gì đây? 3. They are 3. Đọc đến số nào thì đọc cái đấy. They are 3 cái gì? Từ này là từ gì? Từ gì đây? Con gì đây? Đang đọc câu này mà. Sao tự nhiên ia ia gì ở đấy? Elephants. Rồi. They are 3 elephants. Rồi, đọc lại câu 2. Đây là hai cái tai. Cô sẽ khoanh tròn câu đấy cho con nào. Tắm đi nào. Again, cứ đọc lại đó. Again. Again. It a cái gì? Sao lại it a? Nhìn vào chữ, sao lại nhìn xuống dưới đất mà đọc bài? Hai cái này đọc là gì? Nãy giờ mình học đó, câu nào cũng có. Mở đầu câu luôn. Yes. They are. They are. Two ears. Yes. Rồi, đọc cho cô câu này nữa. Câu ở trên. Nghe nào. Hết thời gian bây giờ không được chơi được. S. S, đúng rồi, đó là từ này. Con vừa đọc đúng từ này. Rồi. Bây giờ phải đọc thành một câu cho cô. Ừ. Không nhìn vào màn hình thì làm sao mà đọc được. Con đọc gì ở dưới đó con có ghi cái gì đâu. Ở dưới đất không có chữ gì hết. Cắt đi. Cô bảo mẹ tịch thu cái này bây giờ đấy. Nha. Nào, đọc cho cô, đây là bao quả trứng. Nãy giờ con đọc được hai cái dưới mà. Nãy giờ mình đọc đi đọc lại cả chục lần luôn rồi á. Nhưng mà con không chịu nhìn. Không có. Hai câu dưới đọc là gì? They are two ears. They are three elephants. Dựa vào đó đọc câu trên đi nào. Nó cũng giống nhau. Nó có hai chữ giống nhau. Xong rồi tiếp theo là đến cái số. Số cũng giống cái chỗ con số của anh voi. Với từ S thì con đọc đúng rồi. S. Ừ, từ đấy không đọc nữa. Những từ còn lại đọc sao? Từ này đọc như thế nào? Không. Con có nhìn không đấy? Hồi nãy con nói con đọc, cô nói con đọc từ S, có phải cô khoanh ở đấy không? Không. Từ đấy không phải đọc là S. Nè, S là từ này nha, từ màu tím này, mới đọc là S. Còn từ cô khoanh màu xanh đọc là gì?
hai từ màu xanh nào là gì? Ở dưới nha, cô đọc lại đúng một lần nữa thôi này. They are two ears. Và they are three elephants. Vậy thì cái chữ này đọc là gì? They are, được chưa? Hai cái chữ đầu này sẽ đọc là they are. Con nhớ luôn chữ cho cô nè. They are. Cộng số, số này đọc sao? Thơ, số này đọc sao? Nghiêm túc nào. It's a three. Cô có dạy con it's a three không? Nếu là số thì mình chỉ nói là it's number three. It's number three, đó là số 3. Còn nếu không thì mình chỉ cần đọc là three. Ok, cũng được, không sao hết. Chứ không có cái nào là it's a three hết. Quên ngay câu đấy đi nha. Ok, được chưa? Nếu mà nói đầy đủ là it's number three. Rồi, từ cuối cùng là từ gì? Quả trứng nãy con đọc đúng rồi nè. X. Rồi, vậy thì câu này đọc thành. Đọc cả câu nào. Mới đọc mà sao lại quên rồi? Apple. Cứ đứng lên ngồi xuống một phát là không nhớ gì luôn. Con muốn là apple cái thằng. X là chữ thôi, còn ba chữ còn lại. Nãy là mình đọc đúng rồi mà, sao giờ tự nhiên góp lại không đọc được nữa vậy? Cái này đọc là gì? Không. Câu này nó có 4 chữ mà con nãy giờ con chỉ đọc có 1 chữ thôi. X. Cái gì X? Cái gì X hả? Thơ. Hai ví dụ này đọc như thế nào? Hai cái tai đọc sao? Thôi. Để chị Thư học nè. Nè Thư ơi, cố gắng thêm nè. Cố gắng một chút để mình đọc được từ này nè. Rồi, cái câu này nãy mình luyện là gì? They are. Con nhìn đi đâu đấy? They are số. Số đâu bắt đầu rồi? Three. Three gì? Three gì? Three. Nhìn đây. Three gì đây? Từ này đọc đúng nè, hồi nãy đọc đúng sao đọc câu thì lại quên từ mà đọc từ lại quên câu là sao? Quả trứng. X. X. They are three X. They are three X. Ui, mệt quá. Ok, đọc được chưa? Nào, vậy thì đọc cho cô câu này tiếp nào. X. Thấy không? Giống nhau không? Giống nhau không? Giống như sao không? Vâng, giống nhau quá thôi. Ừ, giống nhau quá luôn. Thì đọc cũng phải giống nhau. Đọc cái đó là gì? Nào Thư, đọc cái đó là gì? They are. They are, được chưa? Rồi, tiếp theo đến số này. Số 3 này, số 2, tùy đấy, thấy chưa? Ở đây có 2 ta thì có số 2 thôi. Oh, 7. 7. Cộng lại thì mới là không, 7 ở đâu ra? Làm gì có 7? 3 với 3 là 6 cộng 2 là 8 à. 8.
Okay. Let us say the tree. Nào, không nói lung tung đây. Our 7-3 là cái gì? Làm gì có 7-3? Được chưa? Rồi, trả lời cho cô một số câu hỏi nè. What are they? What are they? Nào, đọc cho cô. What are they? Mấy con đại bàng đây. Mấy con? They are. Đúng rồi, they are cộng với số lượng con đại bàng. 4, đúng không? They are 4. 4 gì? Chữ đại bàng đâu rồi? 4. Đại bàng. Eagle. For eagle. Nhưng mà nó có S thì làm sao? Nó có S ở cuối này. Nó có S ở cuối cùng thì mình phải C ở đâu? C ở cuối cùng. They are for eagles. Nào đọc lại nào. They are for eagles. They are for eagles. They are seagulls. Cô có đọc thế nào? Nghe. They are four eagles. They are eagles. They are four eagles. They are four eagles. Tì ra. They are four eagles. They are four eagles. Ok, nhớ nhá. Nhớ là phải tì ra cho cô. Ok. Câu nữa nào. Con này con gì? Học rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, biết là 5 con rồi. What are they? Trả lời là gì? Không phải it. What are they? Không phải là what is it. What are they? They are. Rồi, what answer. Are they? Mình answer. Đọc là it's an answer. Có phải không? Nào, thử ơi. Thử, nghe cô nói không? Cô có hỏi what is it đâu. Cô hỏi what are they mà. What are they? What are they? What are they thì không thể trả lời là it được. Nào, đọc cho cô câu này. Answer. Trả câu. Answer 5. Câu mà. Answer 5, cái gì mà answer 5? Cái nào với trước, cái nào với sau mà answer 5? 5. Hai chữ câu vứt đi đâu rồi? Answer. Cô đang nói là đọc hai cái chữ trong cái khung màu xanh ấy. Con đâu có biết đâu. Sao lại con đâu có biết đâu, nãy giờ con đọc bao nhiêu lần rồi. Con không để ý. Cô bảo chữ đấy đọc là gì, cô hướng dẫn luôn rồi, tại sao mình không nhớ? Rồi đây. Khung này không là answer nữa. They are five ants. They are five ants. 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 Ok rồi. Bài học hôm nay đến đây thôi nhá. Bài học hôm nay đến đây thôi. Tí nữa cô sẽ gửi bài tập về nhà cho mình để mình trả lời câu hỏi, bữa sau đọc câu hỏi cho cô nha. Rồi. Về phát âm lại đúng cho cô. Nếu cô hỏi what is it thì mình trả lời là it's a. Còn nếu cô hỏi what are they thì mình phải trả lời là they are, được chưa? Đậu với số. They are.
They are five ants. Lúc này nó thêm s vào rồi, con phải đọc là ants. Okay, see you at home. Goodbye. Nào, chào cô chưa? Chào cô chưa? Chào cô chưa? Dạ. Chào cô chưa? Chưa chào thì để đây nhé, học tiếp nhé. Okay, good night. Good night, Anh Thư.